Hello, mấy anh chị em nhà nào mà có làm cối xay gió giống như vậy á, nóc nhà nào mà làm cối xay gió giống như vậy á, là cái này nó chỉ có tốt cho những cái chỗ mà giống như là cái warehouse, chỗ chứa đồ này kia tạm thời thôi nha mấy anh chị em. Nếu mà nhà mình á, mà làm vậy á, là mưa nó sẽ dăng vô nha mấy anh chị em. Thì hồi nãy là tôi gắn cái này vô rồi, nhưng mà tôi quay phần bên phần tiếng Anh, nhưng mà mấy không có quay bên phần tiếng Việt, cho nên mấy anh chị em vô chịu khó coi phần tiếng Anh. Thì tôi có quay là cái chỗ khi mà nước nó dâng vô đây nè, khi mà nước mưa nhiều quá nó dâng vô đây, thấy không, nó dâng vô đây là nó bạc xuống thì nó ướt hết những bên dưới đó, mình không có đụng xuống dưới được, tại vì mình có làm cái lưới mà lưới sắt nha, không phải bằng sắt mà nó kêu là bằng galvanize á, thì coi như là tương tự như nó bằng sắt, thì nó không phải bằng mũ, cái bằng mũ như là cái loại nó kêu là cái gì fiberglass hay gì đó, thì một thời gian sau nó sẽ bị bể, nó sẽ bị rách nha, nó bị mục á, còn nên làm cái bằng lưới bằng sắt để mình galvanize, để mà nó bảo vệ cái lỗ ở bên dưới, thì giống như có những con mối này kia rồi nó vô á thì nó sẽ bị chặn lại nha quý anh chị em. Nếu mà làm mấy anh chị em làm được hai lớp càng tốt nha, còn không thì làm một lớp lưới giống như lưới cửa sổ của mình vậy đó. Thì ở mấy cái chỗ mà bán đồ nhà cửa như Home Depot hay là Lowe rồi nó có bán á, thì làm hai lớp càng tốt nha, nhớ làm hai lớp càng tốt. Thì lúc nào mình rảnh thì mình sẽ tháo ra, mình sẽ làm lại cái lớp khác, nhưng mà bây giờ không có cái lưới đó đồ ở đây. Cho nên phải đi mua thêm. Thì cái mấy anh chị em làm lại cái khác như vậy nha. Mình á, là mình có sẵn cái miếng này nguyên một cuồng luôn, cuồng bự luôn, cho nên mình làm hai cái nóc, hai cái nắp để đậy lại. Còn mình mua cái hộp đinh này, cái đinh xoắn nó là nó có thể xoắn xuyên qua miếng nhôm luôn nha mấy anh chị em. Cái loại đinh đinh này nè. Đinh này nè, thấy không? Đinh này là nó có thể khoan xuyên qua. Đó, nếu mà mình mua cái cuồng này á, thì nó rẻ hơn. Cái cuồng này á, nó đâu bán hồi lúc trước mình mua có 5-6 đồng thôi à. Nhưng mà bây giờ chắc nó lên 10 đồng, 12 đồng. Là nguyên một cuồng, mình có thể làm được hai cái nắp. Hai cái nắp, nhưng mà một hộp đinh này á, nó khoảng 4-5 đồng gì đó. Đinh nhỏ này nó khoảng 4-5 đồng gì đó. Nó có mua một hộp là mình làm dư sức thoải mái luôn. Nhưng mà nhớ mua thêm một cái chai sơn xịt nha. Chai sơn xịt kêu là Flex á, thì để nó bảo vệ, nó che lại những này. Hoặc là mua sơn trắng thì xịt lên này. Hay là nếu mà mấy anh chị em muốn màu đỏ hay là sơn cam hay là sơn đen á, thì cứ xịt hết. Nhưng mà nhớ là xịt lên mấy cái thằng này, tại mấy cái này nó bị sét nha, lâu ngày nó sẽ bị sét nha. Rồi nhớ cái caulking á, caulking giống như mình trét cửa sổ á, silicone á, mình trét chính giữa nó xong rồi mình khoan xuống. Thì mình đo đo cái bề bên dưới này, cái lỗ nó là 14 inch. 14 inch xong rồi mình làm thành cái nắp lên, chừa thêm 3 inch bề hướng này. 14 inch cộng thêm 3 là 14, 15, 16, 17 đúng không? 17 qua bên này thì thêm 3 inch nữa, có nghĩa là qua bên này thêm 3 inch nữa là thành 20. Nhưng mà mình làm thành 23. 23 nhưng mà nó vẫn còn tại lúc đó là mình đo sai. Cho nên nếu mà ấy là mình sẽ đo 26, tại vì ở đây làm cái này đi xuống là 3 inch nữa, bên kia là 3 inch. Bên kia là 3 inch nữa nha nha mấy anh chị em. Thì hoặc là mấy anh chị em có thể mua cái miếng cái nắp như vậy đó, thấy không, như vậy. Hoặc là giống như nhà đằng trước của mình thì nó có cái nắp giống như vậy, nó giống như cái nón á, như nón lá thì nó che. Thì cái miếng nguyên một cái bộ phận này á thì nó bán khoảng là 40 á mấy anh chị em, 40 50 gì đó, tùy theo cái size bự nhỏ ha. Còn cái này á, là lúc trước là mình làm cái này là mình sai lầm, cho nên mình thay cái này, mà bây giờ mình mua nữa thì tốn tiền quá, thì bây giờ đang eo hẹp. Thì mấy anh chị em làm thành cái này, nhưng mà cái flex seal để mình lấy cho mấy anh chị em xem nha, cái chai flex seal này nè. Chai flex seal đó, chai flex seal đó nó giống như là chai keo á, nó giống chai keo nha. Thì mấy anh chị em nhớ là xịt vô vòng chung quanh cái này, vòng chung quanh cái này, tại vì cái này á, nó vòng chung quanh cái chỗ này nè, đặng nó bảo vệ ha. Tại vì cái thằng này á, nó là kêu là gì, Thor á, là cái tiếng Việt kêu là gì, nhựa đường.
thì nó trét lên, nhưng mà mình không có bảo đảm, cho nên mình sẽ xịt thêm, mình cho chắc ăn nha. Xịt vòng chung quanh nó con chai đó nó cũng rẻ, ở hôm Costco nó bán hai chai nó có mười mấy 12 đồng à. Xong rồi cái mình làm thành những cái chân ở dưới này, mình cắt những cái chân đó, mình cắt những cái chân ở đây, xong rồi cái mình bắt vô hai con ốc ở dưới, hai con ốc ở trên này, mình làm thành ở đây là mình có 6 chân, 2 3 4 5 6 đó, là mình làm cho nó vững vàng luôn, là không gió, không có gió nào mà nó bay được hết đó. Thì khi mà mình làm thấp như vậy á, ở dưới này lên á, là 6 inch rưỡi, thì mình sẽ làm được cái miếng năng lượng mặt trời của mình ở đây nó cũng là 6 inch rưỡi, từ dưới đất lên cái chỗ này nó cũng là 6 inch rưỡi, thì nó ngang như vậy á, thì nó không có bị cản cái nắng. Nắng ở này, hướng này là hướng nam á mấy anh chị em. Mình bị cái thằng ống khói này, nhưng mà ống khói này không có xài nữa, tại vì ở bên dưới nó là cái máy sưởi thôi. Mình ở đây Cali không có lạnh lắm, ở San Diego Cali không có lạnh, thì mình cũng làm cái nắp nó che lại. Lúc trước là cũng là cái thằng whirlwind xoay gió đó, nhưng mà nó cao hơn nữa, cho nên bây giờ mình che bớt thì nó đỡ cái cản cái nắng ở đây. Cái này mình cũng cắt xuống luôn, mình cắt khoảng 2 tấc mấy, 2 tấc rưỡi á. Cái hàng này nó cao lên, không biết nó là cái ống gì nữa, mà nó bằng nó giống như là bằng xi măng á, chứ nó không phải là bằng 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 sắt, nó không phải là cái ống của cầu tiêu nha, không là phải ống của cái ống thải ở đây nè, ống thải ở đây nó bằng sắt nha anh chị em, nó bằng gang. Còn cái thằng này á, là không biết nó là cái ống của cái gì nữa. Nó không phải, tôi nghĩ nó không phải là cái ống thoát hơi của cái nhà bếp đâu, tại vì ống thoát hơi của nhà bếp nó nằm kia, cái này là của máy sưởi rồi, thoát hơi nhà bếp. Bên này có một cái thoát hơi nhà bếp nữa nè, có thể thằng này là cái ống thoát hơi của cái nồi nước nóng, cái bình nước nóng 40 gallon á, nó thoát hơi lên đây. Còn cái thoát hơi của chỗ rửa chén rửa mặt này kia đồ á, thì nó nằm ở đây, nó nằm ở đây. Cái này là của cái thằng của nhà dưới, giờ tôi lấy cái đó tôi che lại. Đáng lẽ là mình có làm cái gắn một cái miếng dây này đưa ra giống như là che cửa sổ vậy đó. Ở bên kia có một cái ống chỗ phòng tắm. Ok rồi, cảm ơn mấy anh chị em nha. Like, subscribe, bấm bấm thích với lại bấm đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn mấy anh chị em nhiều. Check out the link below. Ở dưới nó có một cái link, có những cái link mà giới thiệu cho mấy anh chị em được bớt giá, với lại những cái link hay á. Cảm ơn.